Ly xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn, các em rất vui được gặp lại quý vị trong buổi trò chuyện của Ly Tala TV ngày hôm nay. Lâu quá rồi Ly mới đề cập lại chủ đề bông hậu đây thưa quý vị. Nói nào cai cả năm có 7749 cuộc thi hoa hậu riết rồi muốn bội thật luôn. Thành ra là cái khoảng thời gian sau này Ly không có chú ý nhiều nữa. Mà mới đây thấy cô Miss World 2023 cũng mới đăng quang mà cũng có những cái phát ngôn, trời ơi nghe mà cái giật mình liền luôn quý vị. Thì Ly cũng có đôi lời chia sẻ, nói nào ngay về cái phần nhan sắc thì Ly cũng không có định bàn tán gì đâu. Mà thật tâm á, thì Ly chỉ nói như vậy nè, so về cái nhan sắc của cổ mà nói là để cái tầm hoa hậu á hen, thì quý vị đi ra ngoài đường thì sẽ bắt gặp những cô gái đẹp hơn cái cô hoa hậu này rất nhiều. Ly chỉ nói như vậy thôi. Cái vấn đề tri thức của cô này nó như vậy quý vị. Mới đây cổ có những cái phát biểu mà mới lần đầu Ly nghe cổ phát biểu á, thì Ly nghĩ là chắc là cũng gặp áp lực mới đăng quang, rồi thì gặp truyền thông báo chí rất nhiều ha. Thì phát biểu nó cũng khớp khớp thôi, thôi một lần thì cũng không sao ha. Ai ngờ đâu, trời ơi, thêm mấy lần nữa muốn bế xế luôn thưa quý vị. Và cái cô hoa hậu này á, mới lần đầu cổ đăng quang á, thì cổ được quý vị cộng đồng mạng nhiệt liệt khen ngợi. Bởi vì cổ vừa đăng quang là cổ đã công khai bạn trai của cổ luôn. Mà Ly nghe, Ly thấy vậy cái Ly cũng nói ồ bình thường thôi, chứ giờ quý vị thấy sao? Có bạn trai mà bạn trai ngồi dưới ôm bó hoa chực chờ sẵn rồi, trời ơi, lên tới chức bông hậu rồi. Nếu mà không công khai ổng thì Ly nghĩ là sẽ có những cái chuyện lùm xùm xảy ra nữa làm sao. Thì công khai Ly cũng không biết là cái vấn đề mà mới đăng quang rồi công khai bạn trai luôn thì có phải là cái chiêu bài truyền thông của họ hay không. Nhưng mà những cái vấn đề của phát ngôn sau đây thì Ly thấy là nếu như cổ chấp nhận đi cái chiêu bài truyền thông mà mất não như vậy ấy, thì cổ sẽ được cái gì? Chúng ta nghe cổ phát biểu cái đi rồi chúng ta hãy bàn tiếp ha quý vị ha. Giới trẻ, bạn bè đồng trang lứa với em thì họ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, để cà phê cùng bạn bè. Thì em đã tham gia cuộc thi hoa hậu, em đã trưởng thành hơn các bạn, em đã có công việc. Các bạn vẫn đang là sinh viên, hoặc có thể là sinh viên vừa đi làm vừa đi học. Thì em đã là một hoa hậu rồi. Khi mà em đã có trọng trách thì em cũng phải biết giữ bản thân mình hơn, để làm sao thật là phù hợp với cương vị của mình. Rồi. Trời ơi, nghe tới đây á hả, ta nói bây giờ ba mươi mấy nồi bánh chưng rồi, hâm tới hâm lui rồi nó muốn nhừ luôn rồi. Mà giờ không dám uống trà sữa, không dám ngủ nghe gì quý vị ơi. Bây giờ làm sao quý vị, em muốn trưởng thành mà bây giờ em muốn trưởng thành mà theo cái cách là đi thi làm hoa hậu để trưởng thành, làm sao mà chân ngắn như em mà có thể được quý vị. Rồi em nghe tới đây em buồn quá, em chắc mãi mãi không trưởng thành được rồi quý vị ơi. Em không làm hoa hậu được, em làm cái cách nào để em trưởng thành đây quý vị. Thôi đùa thôi, cô hoa hậu này ơi, không biết là cái điều hữu ý hay là vô tình, nhưng mà nói nào ngay, khán giả dưới người ta bình luận, người ta nói gì như té giếng vậy em. Rồi cái nghề hoa hậu là cái nghề gì? Ly cũng thắc mắc. Màn đét ơi, em nó nghĩ hả, cái nghề hoa hậu coi như là được làm hoa hậu là cái nghề gì, nó ghê gớm dữ lắm vậy á trời. Đi thi hoa hậu mà mình có cảm tưởng qua cái lời em ấy nói như là đi giải cứu thế giới không bằng đó. Vậy cho nên thưa quý vị, cô này mới vừa đăng quang và mới có những cái phát ngôn như vậy mà cổ đã có được một cái group anti fan gần 100.000 thành viên rồi quý vị ơi, hãnh diện chưa? Độc nhất vô nhị luôn, từ trước tới giờ không có cô hoa hậu nào mà được một cái group mới vừa đăng quang mà được một cái group anti fan nó khủng tới như vậy quý vị, gần cả 100.000 thành viên. Cổ nên nhìn lại cái bản thân, những cái phát biểu của cổ đi nha. À không quý vị, cổ không phải, cổ trưởng thành rồi, cổ không có nhưng cần nhìn lại cổ đâu, mà chính chúng ta những người ăn ngủ rồi gì, lo làm, lo ăn, lo ngủ, lo học hành, lo trà sữa đó, là những người chưa có trưởng thành đó, nên là chính chúng ta phải nhìn lại, chưa có bằng em ấy được hả. Về sắc đẹp, Ly nghĩ là sắc đẹp không có lỗi, chắc này lỗi ở trà sữa thưa quý vị. Thì ra là tại mình ăn, mình ngủ, mình uống trà sữa cho nên mình không làm bông hậu được. Đó thôi, thì mình xin lỗi bản thân mình cái trước ha quý vị ơi. Mà cho hỏi nè em Ý Nhi ơi, em Ý Nhi à, hoa hậu là nghề gì vậy em? Hoa hậu cái nghề này có cần mà bỏ vốn ra làm không, hay là học hành gì không?
hay là chỉ có lấy lỗ làm lãi thôi à? Không à, hay là kinh doanh mần ăn tay nghề ra sao, học ở đâu thì giới thiệu cho cộng đồng mạng, người ta người muốn trưởng thành á, người ta đi học cái nghề này em ơi. Mà theo Ly thấy á, đã là cái nghề rồi á thì không có cái nghề nào trọng, cái nghề nào khinh cả, nghề nào cũng là cái nghề tạo ra giá trị cho bản thân, cho gia đình, cho sống, cho xã hội hết. Mỗi ngành nghề nó mỗi khác nhau, cho nên là dù là bây giờ cái nghề xe ôm chứ cái nghề hoa hậu thì cũng là cái nghề thôi, nó cũng tương đương nhau thôi à. Chứ đừng có cho rằng là trời ơi mình đạt hoa hậu rồi cái là mình là cái gì nó ghê gớm dữ lắm gì đó. Em không thấy ra bây giờ ra cuộc thi hoa hậu hả, 180 cuộc thi gì đó hả, rồi quá trời hoa hậu luôn đó. Em là cái gì chưa gì hết là ảo tưởng sức mạnh rồi. Bao nhiêu là hoa hậu có tiếng, có sắc, có tài và có đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng mà người ta còn chưa dám lên tiếng cái kiểu này, giống như cái bạn này luôn á, cái bạn hoa hậu mới lên này luôn, chưa có đóng góp gì cho cộng đồng, cho xã hội hết mà mạnh miệng gớm luôn á. Mà cái vấn đề là bả coi thường những bạn đồng trang lứa, phải nói giờ này còn ngủ uống trà sữa, đi cà phê với bạn, trong khi bả đi thi hoa hậu. Trời đất ơi, là bả làm như đi thi hoa hậu là cái gì mà nó hãnh diện, mà nó thành đạt, mà nó kiểu như là giải cứu thế giới tới nơi quý vị. Cho nên là những bạn khác á hả, giờ còn ai biểu còn đi cà phê cà pháo uống trà sữa chi, để người ta đi thi hoa hậu vất vả như vậy đó. Chính nhờ những người kia, người ta ngủ, người ta uống trà sữa, người ta cà phê cà pháo với bạn đó, người ta làm chuyện khác, ta học hành, người ta làm chuyện khác đó, cho nên không ai đi thi hoa hậu hết, nên là ý nhi mới đạt hoa hậu đó chứ. Nhiều người vừa đẹp vừa giỏi khác đi thi hoa hậu thì ý nhi có cửa nào không. Ly công nhận cái đợt chọn tuyển chọn hoa hậu này, vừa hoa hậu vừa á hậu, ta nói trời nó xấu điều hết trơn á, xấu điều hết trơn theo con mắt của Ly nha quý vị. Trời ơi, đẹp thì Ly khen đẹp, mà xấu Ly nói xấu à. Theo con mắt quý vị thì đẹp thì là theo con mắt của quý vị. Ly không có cãi với quý vị về cái vấn đề nhan sắc. Mỗi người một cái tiêu chuẩn, một cái cách nhìn, không ai giống ai hết trơn á. Cho nên là không phải Ly nói theo cái cách nhìn của Ly thấy vậy xấu thì cái là quý vị thấy ủa đẹp mà sao Ly nói xấu nha. Theo Ly á, thì thấy xấu hơn những cái gọi là hoa hậu á hậu nha quý vị. So cái tiêu chuẩn về sắc đẹp mà để nói là hoa hậu á hậu á, đừng nói là hoa hậu là đại diện cho phụ nữ Việt Nam, thôi quên đi, rồi quá trời luôn rồi, không cái nghề hoa hậu này không có đại diện cho phụ nữ Việt Nam đâu nghe. Đại diện cho cái nhan sắc trong một cuộc thi đó thì được, đừng có coi thường những cái người mà cùng trang lứa với mình, bởi vì hả họ lo làm này làm kia, không đi thi hoa hậu, còn mình đi thi hoa hậu giờ mình được ngồi đây, ngồi đó là ngồi đâu. Em phải cảm ơn những cái bạn đó chứ, họ bỏ cuộc á, họ không tham gia, họ không thèm tham gia những cái cuộc thi hoa hậu vô bổ á, cho nên là em mới đậu đó chứ. Em phải cảm ơn họ chứ sao em lại nói là cái kiểu như em khinh thường người ta như vậy, phát ngôn lôm cơm quá. Nếu mà phát ngôn một lần không có khéo á thì coi như cái lỗi người ta có thể cho qua được, con này phát ngôn mấy lần như vậy thì nó thuộc về cái bản chất rồi, cái tư duy, cái bản chất rồi, chứ còn không phải là vạ miệng nữa. Đừng có bảo là cắt ghép đoạn trước đoạn sau gì hết, từng lời em nói mọi người nghe mà người ta hiểu hết. Càng mổ xẻ thì càng có vấn đề. Mà sinh viên á, em nói sinh viên sao, sinh viên người ta có ăn ngủ, người ta có chơi, người ta có trà sữa gì đi chăng nữa, nhưng mà người ta cũng là học ha, người ta cũng là học, người ta đang nỗ lực để tìm một cái tương lai học thức, tri thức cho bản thân, một cái công việc tạo ra giá trị và đóng góp sau khi ra trường. Còn em là hoa hậu, chưa hoa hậu hay không thì kệ em thôi, nhưng mà chừng nào em có đóng góp gì cho cộng đồng rồi em hả mạnh miệng lên tiếng ha. Chứ mà nỗ lực vì tiền vì tiếng á thì thôi, tự hào cái gì. Màn đét ơi, tưởng đâu là người ta ngủ còn em thức rồi em đi giải cứu thế giới, cho nên vậy là em trưởng thành đó hả. Nghe cái lời nói của hoa hậu này là thấy cổ trưởng thành ghê gớm luôn á. Rồi cái lỡ mai mốt mà tình yêu tan vỡ á ha, có thể lắm nha, có thể thôi, mình đoán thôi, là có thể là nói là anh người yêu á, tại vì chạy theo không kịp cổ, cho nên là hai đứa đành lạc mất nhau. Vì sao vậy? Quý vị nghe cổ nói vụ mà cổ chia sẻ về anh người yêu của cổ nè quý vị. Đó, nãy là nghe cái đoạn thứ nhất mà nói về bạn đồng trang lứa ha. Cổ mới trưởng thành, cổ đi thi hoa hậu là cổ mới trưởng thành, còn ta thì không. Rồi bây giờ
Em hiện tại thì đã là ở một cương vị mới, thật sự là rất là khác, thật sự là đã một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước đây. Vì vậy mà chắc chắn rằng bạn trai của em cũng phải có những cái sự thay đổi nhanh chóng hơn, phải thật sự là tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em. Nhưng mà em vẫn mong muốn rằng bạn trai của em sẽ giữ được cái nét hồn nhiên vô tư, sống đúng với lứa tuổi của bạn trai. Bởi vì em không muốn vì bản thân mình mà người khác phải theo mình, phải thay đổi hoàn toàn vì mình. Tại vì mình đâu có quyền ép người khác phải theo đuổi mình, mình đâu có quyền ép người khác phải làm gì thay đổi để phù hợp với mình. Vọng rằng mọi người cũng không quá đặt nặng vấn đề ở đây, cũng không quá là quan tâm đến bạn trai em nhiều, tại vì bạn cũng là một người bình thường thôi, mà mọi người hãy dùng sự chú ý để em nhiều. Ủa cho cổ trưởng thành rồi, thôi bạn trai cứ sống đúng với lứa tuổi của bạn trai đi, anh cứ sống đúng với lứa tuổi của anh đi, nói vậy đi, em trưởng thành rồi. Quý vị nghe nói không, cái vế đầu á thì nói là bạn trai phải phát triển nhanh lên mới theo kịp cổ. Đó, mà cổ giờ cổ đang đứng ở đâu thì mọi người không biết, nhưng mà cổ nói là bạn trai cổ phải nhanh lên để theo kịp cổ, mà trong khi đó người ta là sinh viên, nhanh kiểu gì, kiểu như anh sinh viên đó, anh cần một cái thời gian anh học tập, anh ra trường kiếm việc làm nữa, cô kêu là ảnh nhanh sao, anh có bước tiến nhảy vọt giống như cô hả? Mọi người nói đùa là thôi anh này chắc cũng phải đi thi Nam Vương mới xứng với cô này. Không, anh này là Hỏa Mai, là làm sát này sát nọ, làm chủ tịch, làm giám đốc gì thì Hỏa Mai, chứ còn Nam Vương thì hả xin nhé gì hả? Phải bước tiến nhảy vọt từ sinh viên mà nhảy lên giám đốc chủ tịch rồi đó thì mới được thôi, chỉ có nước đó thôi. Rồi thiệt nghe ái ngại giùm cho cái anh bạn trai này dễ sợ luôn. Thôi thà là cổ đừng có giới thiệu bạn trai ra trước truyền thông đi, cho anh này anh đỡ quê đó thiệt. Chứ anh có một cô bồ như vậy, anh có một cô người yêu như vậy á, thì em không biết là những cái năm tháng họ yêu nhau nó như thế nào, nhưng mà tự nhiên cái giờ cổ đậu hoa hậu, cái suy nghĩ của cổ bộc lộ ra vậy thì á, cổ chia sẻ là ảnh cứ sống đúng với cái lứa tuổi ảnh đi. Ủa vậy lứa tuổi cổ là sao? Cổ trưởng thành hơn rồi đó hả? Rồi cô kêu là đừng có, ảnh là một người bình thường thôi, đừng chú ý gì tới ảnh hết, hãy tập trung vào em đi. Vậy thì nếu như mà không có muốn lùm xùm cái bạn trai mình vào cuộc thì ban đầu giới thiệu anh chi, đem ra truyền thông chi, mà đẹp mặt không, đẹp mặt cho người yêu không, yêu cổ bao nhiêu, giới thiệu đâu 5-6 năm gì, yêu 5-6 năm từ hồi còn đi học tới giờ, là mà không biết là cái anh đó anh có phát hiện ra cái tính nết và cái lời ăn tiếng nói của cô này nó như vậy hay không, mà anh yêu được 5-6 năm, kể ra cũng nể cái anh này thật sự. Rồi sau này cái chuyện tình của họ có tiếp tục hay không đó là cái chuyện của họ, nhưng mà với những cái cách ăn nói của cô này thì Ly thấy là không xứng là một hoa hậu, không xứng là một hoa hậu. Sau khi mà cộng đồng mạng người ta phản ứng về những cái phát ngôn của cô này thì cô lên, cô xin lỗi, cô khóc, cô xin lỗi, cô nói rằng là do cô bị phỏng vấn nhiều, làm việc nhiều, phỏng vấn nhiều nên cô mệt. À thôi thì để nghe lại cái lời cô giải thích cái đã quý vị. Em không có ý phủ nhận cái sự cố gắng của tất cả mọi người, mà ý của em thật sự lúc đó là cũng vì là em cũng khá là mệt vì trả lời báo chí rất là nhiều và đi xuyên suốt nhiều ngày liên tục, nên là suy nghĩ của em có khi là hơi không tỉnh táo để có thể truyền tải đến tất cả mọi người một cái nội dung thật sự là đầy đủ giống như mà em đang suy nghĩ. Em xin lỗi mọi người rất nhiều. Nói chuyện mà cô hít hít như cô khóc vậy, nhưng mà Ly không thấy giọt nước mắt nào hết. Nhưng mà này Ly thật lòng, khi mà Ly coi á thì Ly thấy dì Dung ở kế bên còn xứng đáng là hoa hậu hơn cổ nữa đó. Với cái chiếc nhan sắc này mà nói mà hoa hậu thì hoa hậu trong cuộc thi đó thôi nha, đừng nói đại diện cái nhan sắc trí tuệ của phụ nữ Việt Nam nha. Cô nói là không nghĩ mọi người tiêu cực đến vậy. Ở vậy hóa ra là do mọi người tiêu cực á hả, chứ không phải là do cái phát ngôn của cổ hả khiến cho mọi người bức xúc hả. Vậy hóa ra mọi chuyện là do mọi người hết hả, do tất cả cộng đồng mạng tiêu cực hả. Ai ơi, thôi thiệt nha, đã khóc cũng không có đẹp rồi mà nói cũng không có hay nữa. Tốt nhất là em nên im lặng và em làm cái nghề của em thôi. Từ nay về sau cứ tập trung làm cái nghề của em thôi, chứ em đừng nói nữa, thật sự là khiến cộng đồng mạng người ta sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm về hoa hậu càng dữ dội hơn nữa đó. Em nói em sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, mà lại không nghĩ mọi người tiêu cực đến vậy. Đổ lỗi cho mọi người, lại đổ lỗi cho mọi người nữa, chứ không phải em ăn nói khiến người ta khó tiêu hả? Hoa hậu Ý Nhi thiệt nha, thiếu một nhà hoa hậu thì có thể là một cái tổn thất của đất nước, chứ còn thiếu một hoa hậu thì mọi người vẫn bình an, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Em ơi, em còn trẻ mà em tỏ ra là em thượng đẳng quá rồi ha, mới đăng qua một cuộc thi nhan sắc thôi à. Đó, nhìn em xem có cái gì xuất chúng chưa, chứ có đóng góp được cái việc lớn gì cho xã hội mà em đã tự đặt mình lên chiếu trên rồi, đó không? Hoa hậu giờ ta nói mọc lên như nấm thôi quý vị, chứ có phải là hiếm như hồi xưa đâu. Mà các em này á, nên về gác tay lên trán mà suy nghĩ lại đi nha. Cái chuyện mà đại diện phụ nữ Việt Nam là
tự xưng tự phong thôi, đại diện cho phụ nữ Việt Nam là tự xưng tự phong của chương trình, của mấy người thôi, của các em thôi, chứ còn ha, phụ nữ Việt Nam ai công nhận, cả đất nước nhìn nhận, người ta nhìn nhận hoa hậu theo cái kiểu gì thì không có nói ra là mọi người cũng đã hiểu rồi. Tự nhiên cái cho rằng cái danh xưng hoa hậu là một cái gì đó to tát mà nó ghê gớm dữ vậy sao. Ly cũng nhận xét giống như quý vị khán giả thôi về cái phần nhan sắc này. Ly nghĩ là Ly nhận xét thì cũng giống như quý vị khán giả thôi, hoa khôi trường thôi, cô này còn chưa có cái tầm đó nữa chứ đừng nói chi là hoa hậu của một đất nước, đại diện cho nhan sắc Việt Nam thôi, miễn đi đừng nói là nhan sắc này mà đọ với nhan sắc của các hoa hậu khác, một rừng hoa hậu khác giữa cũ và mới làm sao. Cho nên là Ly nghĩ là cái việc mà chọn hoa hậu mà nó xấu đều như vậy là cũng có lý do quý vị, có thể là làm cho cuộc thi này nó nổi theo cái kiểu thị phi á quý vị, kiểu như cuộc thi mà chọn qua hoa hậu quá đẹp rồi cái không có cái gì mà khiến cộng đồng mạng chú ý hết, từ phát ngôn tới nhan sắc đồ thì chiếc hoa hậu nào cũng như chiếc hoa hậu nấy cũng nhan sắc vậy vậy vậy, đại trà quá đó, không có điểm nhấn á. Thì thành ra là cái cuộc thi này lần này chọn hoa hậu về nhan sắc, về cái lời ăn tiếng nói của các hoa hậu, hoa hậu đều có điểm nhấn hết quý vị. Trời ơi, nhấn vô lòng đất luôn á. Mới vừa gắn cái mác hoa hậu lên người cái là nghĩ mình ở đẳng cấp khác người dân thường rồi, ghê chưa quý vị. Ngay cộng đồng mạng người ta bình luận nè, tiện thể muốn cho em biết nha, đích đến của đời người không có giống nhau, thời điểm công thành danh toại, cuộc sống viên mãn của mỗi người cũng khác biệt, không ai giống ai. Bây giờ em là hoa hậu các bạn, em vừa học vừa làm vừa chơi, nhưng 10 năm sau có khi em chẳng có cái chỗ đứng nào ở trong nghề của em nữa. Còn các bạn em có người đã làm sếp, có người gia đình hạnh phúc viên mãn, có người hưởng thụ cái cuộc sống độc thân vui vẻ. Em tự hào về bản thân em thì không có ai cấm, nhưng mà cái EQ của em bị liệt âm hả? Cái quyền gì mà lại đem bạn đồng trang lứa ra đạp xuống và nâng bi cho mình lên như thế? Nói thẳng ra hoa hậu chẳng có cái gì to tát hết, sao em lại ảo tưởng dữ vậy em? À, cái cô hoa hậu này làm như có thù với trà sữa ông bằng, có thù với cà phê ông bằng vậy đó. Cái gì cũng không nhắc, cổ nhắc trà sữa cà phê, cổ nói hả, trong khi các bạn uống trà sữa đi cà phê cà pháo với bạn bè thì cổ đã đi thi hoa hậu rồi. Rồi làm như người ta khoái đi thi hoa hậu lắm vậy, nhiều người ta rất là đẹp, ta rất là có tài, nhưng ta không có đi thi hoa hậu đâu, ta chọn cái con đường khác, có thể là ta uống trà sữa, ta có thể uống cà phê trong cái giờ rảnh rỗi, còn những cái giờ khác người ta học hành, người ta nghiên cứu, người ta làm việc kìa. Khối bạn trẻ bây giờ rất là thành đạt, ta vừa học vừa làm mà người ta thành đạt sớm nữa, đạt gắn lên được cái mác hoa hậu cái là em là siêu anh hùng giải cứu thế giới hay sao em. Thiệt, có những người mà người ta vốn người ta không có ghét hoa hậu, người ta cũng là một fan yêu sắc đẹp, mà lần này sau cái phát ngôn của cô hoa hậu này tự nhiên người ta ghét hoa hậu luôn. Từ cái chuyện mà bạn trai phải theo kịp em, rồi đến mấy bạn đồng trang lứa không bằng em giỏi thì mọi người thấy, mọi người công nhận cho bản thân em, chứ đâu có cần mà em tự tin tới mức mà vô duyên thái quá như vậy. Mới có đạt hoa hậu thôi mà sao tự tin về bản thân mình dữ vậy, đã có cống hiến gì chưa? Em giờ em có nghề rồi, em đậu hoa hậu là em có nghề rồi, em ráng giữ nghề nha, ráng làm á hả, vinh danh gia tộc bằng cái nghề của em nha. Ước mà ai cũng hướng đến làm hoa hậu để trưởng thành, để có nghề vậy thì ai đi học những ngành nghề khác, ai đi làm những công việc khác để tạo ra những giá trị khác cho cuộc sống hả? Hoa hậu tạo được cái gì cho cuộc sống? Rồi khi mà sau khi cái cô này cổ lên like, cổ xin lỗi về cái clip nói đến bạn trai và nhận xét về những bạn đồng trang lứa với mình á, thì quý vị biết không, lại xuất hiện thêm cái clip phỏng vấn cô đồng tình với cái quan điểm kiều nữ hợp với đại gia. Thật ra đây là một cái chủ đề rất là nhạy cảm hiện nay và cổ nói rất là vô tư như thế này quý vị. Việc mà mọi người so sánh kiều nữ với đại gia thì em thấy giống như câu gió tầng nào gặp mây tầng đó. Vì hoa hậu là một người có nhan sắc thì nhiên nghĩ để hoa hậu chọn được một anh đại gia nào đó thì anh đại gia đó cũng phải là một người rất tinh tế, hữu duyên với nhau, chứ không phải theo hướng quá tiêu cực như mọi người thường hay nghĩ, lại nghĩ mọi người tiêu cực nữa. Không biết tiêu cực dữ chưa? Thì thưa quý vị, của đại loại là gió tầng nào gặp mây tầng đó, là hoa hậu là phải gặp đại gia hả? Ồ trời ơi, thì thôi rồi. Mà nói đạo ngay, nhiều khi những anh bình thường thôi, người ta cũng không có mà muốn lấy hoa hậu đâu, chứ đừng nói. Vậy thiệt rất là lo lắng cho cái anh bạn trai sinh viên hiện tại của cổ ghê, với cái tư tưởng của cổ như thế này. Thì bây giờ hiện tại là cổ có một cái bước tiến mà cổ nói là bước tiến nó tăng vọt so với 2-3 tháng trước rồi, và muốn anh bạn trai phải chạy theo kịp cổ. Và với cái phát ngôn mà người đẹp mà gió mây tầng nào gặp gió tầng đó, người đẹp
phải gặp đại gia chẳng hạn, thì rất là quan ngại cho cái cuộc tình với cái anh sinh viên này thưa quý vị. Nhưng mà thôi thì chuyện tình của cổ với ảnh đó thì để cổ và ảnh tính đi ha phì ha. Với những cái phát ngôn này, Ly cho rằng là cổ không có xứng đáng là hoa hậu và để mang tiếng là đại diện cho phụ nữ Việt Nam, nếu như đó chỉ là một cái chức danh hoa hậu trong cái cuộc thi đó thôi, chứ còn mang danh ra quốc tế mà để đại diện cho nhan sắc trí tuệ Việt Nam để đi thi trên đấu trường quốc tế thì phải coi lại về nhan sắc và tri thức của cô này có thật sự xứng đáng hay không, rồi hãy cắt cử đi. Qua rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng, Ly tin rằng là ban tổ chức phải nhìn nhận lại thôi. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe và theo dõi. Nếu có bất cứ ý kiến gì về cái chủ đề này, xin quý vị đừng ngần ngại để lại bên dưới cho Ly tham khảo nha. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe và sự bình an. Tôi xin mến chào và hẹn gặp lại.